Liên quan đến các dịch viêm phổi cấp do virus corona, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết là các đoàn khách du lịch đều được kiểm tra và giám sát chặt chẽ. Cho đến nay chưa có khách du lịch nào có biểu hiện liên quan đến dịch viêm phổi này. Đến nay đã có hơn 12.000 trường hợp hủy phòng khách sạn trên địa bàn thành phố, tương đương với khoảng 16.000 khách. Hơn 3.100 khách lữ hành hủy các lễ hội. Tại các điểm đến du lịch, lượng khách đều giảm từ 30 đến 50% lượng khách. Và hiện nay thành phố Hà Nội chưa có trường hợp phát hiện lây nhiễm chéo từ những người bệnh đi từ vùng dịch về. Thành phố cũng đang triển khai giám sát tại bệnh viện 29 trường hợp nghi nhiễm virus corona, trong đó có 27 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính, 2 trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm. Theo đơn vị quản lý hầm Hải Vân, hiện lưu lượng phương tiện qua hầm Hải Vân khoảng là 19.000 lượt xe một ngày đêm, tăng khá cao so với công suất thiết kế là 12.000 lượt. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hầm đường bộ Hải Vân hiện đang quá tải do số lượng phương tiện giao thông qua khu vực miền Trung tăng lên đột biến. Do vậy, ùn tắc cục bộ đã xảy ra trong hầm trong những ngày sau Tết. Đơn vị quản lý cũng đã tăng cường nhân lực phương tiện ứng trực xử lý sự cố, đồng thời đề xuất mở rộng trạm thu phí Bắc Hải Vân từ 6 làn lên 8 làn để cơ bản giải quyết ùn tắc mỗi dịp cao điểm.